Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Minh Anh, năm nay mình 5 tuổi. Mình đến từ Ninh Bình, 3 tuổi. Nói về mình là trung thực, tự tin và nhanh nhẹn. Các bạn hãy cổ vũ mình nhé. Yeah! Hôm nay mình sẽ thực hiện nhiệm vụ ngày thứ 8. Rồi, hoạt động đầu tiên, mẹ sẽ đố ngon nhá. Vâng ạ. Số 32. Số gì nhỉ? Số 32. 32 là vòi sen. 35. 35 là đu đủ. 31. 31 là bóng đèn. 36. 36 là hoa hồng. 34. 34 là dưa hấu. 33. 33 là xương. Rồi, mẹ đúng được lại nhá. Vâng ạ. Xương. 33. Bóng đèn. Bóng đèn 31. Dưa hấu. 34. Đu đủ. 35. 32. 3 32. 32 vòi sen. 36. 36 hoa hồng. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ mình và bố mình sẽ chơi một trò chơi. Ai nhanh tay nhanh mắt. Rồi, mẹ sẽ đọc số nhá. Vâng ạ. 33. 31. 31. Yeah. 36. 36. 34. 34. 35. Rồi, xếp xuống cho mẹ nào. Mẹ sẽ đọc lại. Để úp nha mẹ nha. Bây giờ úp lại. Ui, khó đây. Bóng đèn. Ôi da. Đu đủ. Xương. Dưa hấu. Hoa hồng. Ok. Bây giờ mình và bố mình sẽ chơi trò chơi thứ 3. Ok, nhìn bố nhá. 32 là vòi sen. Ok. 34 là đu là dưa hấu. 33 là xương. Ok. 31 là đèn bị đèn. 31 là bóng đèn. 36 là hoa hồng.